Hôm qua, Ban dân vận thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên cùng Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thành phố và phường Mỹ Hòa tổ chức đoàn đến thăm và trao quà cho chiến sĩ Lê Thành Được, dân quân tự vệ phường Mỹ Hòa không may bị tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe sinh hoạt, tâm tư nguyện vọng của Được và gia đình, đồng thời trao sổ tiết kiệm trên 221 triệu đồng Trước đó hai tin được bị tai nạn trong quá trình làm nhiệm vụ, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên đã dẫn động cán bộ đoàn viên công chức viên chức tại các công đoàn cơ sở trực thuộc và quý mạnh thường quân trên địa bàn đóng góp tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí dẫn động được đã hỗ trợ trên 50 triệu đồng tiền mặt giúp được vượt qua khó khăn trong quá trình điều trị bệnh và một số tiết kiệm giúp được vài gia đình vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sát, kịp thời của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với công tác hậu phương quân đội, kịp thời chăm lo, hỗ trợ động viên, giúp chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ yên tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.